tiếng con nhà nghèo. Ok. Qua bao nhiêu năm không đổi thay lớn lên còn nghèo. Tôi không phê pha, chưa bao giờ tôi đập đá.教材汉语听力教程第一册第一课大河向东流啊天上的星星参北斗啊小王现在可能在哪？第四课。一，听后跟读。一年级教材。Sân mở lối, em đi lên núi núi phải cúi đầu. Em đi bằng những nhịp cầu, nối những con đường tổ quốc yêu thương.밤이 오면 심장이 뜨거워지는 여자 그런 반전 있는 여자